các vị a la hán còn sợ hãi thưa đại đức chẳng có nghe đại đức nói nhiều lần rằng bậc a la hán không còn một sự sợ hãi nào trên thế gian này kể cả sợ hãi sự chết vì các nguyên nhân của sợ hãi các ngài đã chấm dứt đã tuyệt diệt có phải thế không ạ à? tôn dân chậm có đọc một đoạn kinh đã ý rằng khi đức thế tôn năm trăm vị a la hán cùng đại đức Adanda đi vào thành dương xá để khất thực. Đề bà Đạt Đa với ác tâm, bèn thả con voi dữ uống rượu say, cố ý giết Phật. Năm trăm vị A-la-hán thấy con voi như điên cuồng lao tới. Các ngài sợ hãi quá bỏ trốn hết. Chỉ có đại đức Adanda là không sợ hãi gì cả. Bước đến, đứng chắn phía trước, cố ý thả chết để bảo vệ cho Đức Thế Tôn. Phải vậy không thưa đại đức? Tâu dân sao kỳ lạ như thế? trăm vị A-la-hán đều là bậc vô lậu, đã chấm dứt mọi nguyên nhân của sợ hãi, lại tham sống sợ chết, thấy doi dữ bỏ trốn hết, để Đức Thế Tôn đứng đấy một mình. Còn Đại Đức Ananda là bậc hữu học, phiền não còn nhiều, nguyên nhân của mọi sợ hãi chưa được cắt đứt. Thế mà Ngài lại không hề sợ hãi, chẳng tiếc sanh mạng của mình, hy sinh cái thân giả tạm để che chắn cho Đức Đạo Sư hay 500 vị A-la-hán ấy tò mò, muốn biết, muốn thấy Đức Thế Tôn sử dụng thần thông phép lạ ra sao? Lý nào lại thế được? Dân, chẳng có lý nào mà 500 vị A-la-hán còn tò mò, khởi tâm muốn thấy, muốn biết phép lạ, thần thông của Đức Thế Tôn. Quả thật không hề có chuyện đó xảy ra. Nếu là không có lý, thì Đại Đức phải giải thích cho minh bạch chứ dân. Quả đất hoặc như tối đại sơn là đỉnh Sineru, có khi nào lay động sợ hãi bởi điều gì không ở đại dương? Dĩ nhiên là không. Dù cho ai cuốc, ai đào, ai đánh, ai đập, ai dùng lửa đốt, thì quả đất hoặc núi tu di vẫn không lay động, không sợ hãi bao giờ. Quả đất hoặc núi chúa không lay động, không sao động, không sợ hãi bất cứ một điều gì, cũng giống như tâm bất động, trạm nhiên của các bậc A-la-hán vậy. Tô Đại Dương, dù có một số đông người, tay nắm xà mâu sắc bén, dây quanh một vị A-la-hán với thái độ rất hung dữ, đằng đằng sát khí, muốn giết vị A-la-hán ấy. Cũng không vì vậy mà vị A-la-hán tỏ ý khiếp sợ hoặc có một sự dao động, sao động nào ở trong tâm đại dương nên hiểu như vậy. nói thế cũng không biện hộ được cho thái độ hèn nhát khiếp nhược của các vị a la hán khi họ tham sống sợ chết bỏ trốn lấy thân mình mà bỏ mặt đức đạo sư ở lại đấy như dòi dữ. đại dương nói như vậy hơi nặng lời. đại dương hãy sám hối đi làm dừa. đại dương có biết khi ấy các vị a la hán suy nghĩ gì không? thưa không biết không biết thì đừng dò đoán. Hoặc chỉ nhìn thấy bên ngoài, chưa thấy sự thật ở bên trong thì đừng dội quy kết. Năm trăm vị A-la-hán đều là bậc lậu hoặc đã tận. Mọi nguyên nhân của cái gọi là hèn nhát khiếp nhược gì đó đã chấm dứt. Khi thấy do dữ xong đến, các vị ấy tâm ý tương thông, đồng khởi niệm như sau. Đức Ananda suốt đời tận tụy, kính cẩn thương yêu phục vụ hầu hạ đức thế tôn thật trong hàng đệ tử chẳng ai dám sánh rõ là đức ananda sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho đức thế tôn mà chẳng khởi lên một tí sợ hãi nào vậy tất cả chúng ta hãy lánh đi để bố cáo những đức tính cao quý sáng rỡ như mặt trời mặt trăng của đức ananda cho tứ chúng cùng tất thảy mọi người trong nhiều quốc độ được thấy, được biết. Còn việc đối trị với dòi dữ chỉ là trò trẻ con đối với Đức Tôn Sư. Chỉ có Đức Tôn Sư mới biết rõ Ngài nên làm gì. Đức vua Milanda giật mình kinh sợ. Quả các ngài ấy đã nghĩ như vậy sao? Quả đúng thế, đại dương. Vậy là chẳng có tội rồi làm sao sám hối cho hết cái tội võ đoán, loạn ngôn, lòng ngữ của trẫm đây đại đức. Đại đức Na Tiên mỉm cười. Nói thế chứ đại dương không có tội. Bần tăng hiểu rõ tâm ý của đại dương là chẳng có sự khi mạng nào đối với các bậc thánh tăng. Sở dĩ đại dương lập ngôn, lập ngữ như thế là lợi ích cho phần đông. Có vậy mới lột tả được cái phản diện của vấn đề. Đức vua chợt thốt. Sa thu, lành thai. Rồi quỳ xuống đảnh lễ thật cung kính. Chỉ có sự thông tuệ của Đại Đức mới hiểu được dụng tâm sầu kính của trẫm. Không dám. 137 Đức Phật dạy các đức sợ hãi. Thưa Đại Đức! Thế tồn dạy Chư Tỳ kheo chấm dứt nguyên nhân của sợ hãi, rồi sau đó dạy cho hai hàng cận sự nam nữ đem nguyên nhân sợ hãi đến cho Chư Tỳ kheo, là nghĩa làm sao?" Đại Dương nói gì bần tăng không hiểu. "Thưa, đây là câu hỏi đã hỏi rồi, nhưng trẫm đã lý giải để hỏi theo cách khác." Đại Dương cứ dẫn chứng cho đầy đủ. Dân! có lần đức bổn sư thuyết rằng này các thầy tỳ kheo sự sợ hãi chỉ xảy đến cho các thầy khi các thầy còn tham luyến chỗ ở quyến niệm trú xứ của mình vậy muốn chấm dứt sợ hãi các thầy phải sống đời không dính mắt như hưu nay được tự do đi lại trong rừng sâu quả đúng thế nhưng khi dạy cho cận sự nam nữ đức tôn sư lại thuyết rằng người nào cúng dường tôn tạo chùa liêu chỗ ngự cho tỳ khưu tăng sẽ có phước báo lớn lợi ích lớn tại sao vậy vì rằng các ngài là con mắt sáng của thế gian là bậc đa văn quảng kiến là người thông suốt tam tạng là người hằng đem đến lợi ích phước báo cho chư thiên và loài người cũng đúng như thế một bên thì dạy đừng nên có chỗ ở một bên thì dạy nên tạo chỗ ở tham luyến chỗ ở đem đến sợ hãi. Thế mà còn dạy người ta nên tôn tạo chùa thất liêu. Điều ấy không phải là sự mâu thuẫn lạ lùng sao ở Đại Đức. Đại Đức Na Tiên im lặng một lát rồi hỏi. Đại Dương có thấy là nếu chư tỳ khưu sống hạnh không dính mắc chỗ ở, sống đời ta bà vô trú như hưu nai tự do, tự tại dưới rừng sâu có lợi ích chăng? dĩ nhiên là lợi ích. Còn nếu các hàng cư sĩ phát tâm cúng dường, tôn tạo chùa thất đến cho tỳ khưu tăng, thì có lợi ích chăng? Dĩ nhiên là lợi ích. Xin Đại Dương cho nghe tồn ý. Chúng có những lợi ích gì? Thứ nhất là giúp cho chư tăng có nơi để hành đạo. Thứ hai là cần sự nam nữ dễ dàng lui tới học đạo, nghe Pháp, làm phước cúng dường, thọ trì quy giới, dân dân. Thứ ba là có nơi để cho chư tăng học hành, nghiên cứu, trao đổi kinh, luật, luận. Thứ tư là để cho kẻ ngoại giáo, vua chúa, hoàng lại, có chỗ lui tới để dấn đạo, học đạo. Đúng vậy. Và những lợi ích ấy có thiết thực hữu ích cho nhân quần, xã hội không hở Đại Dương? Rất thiết thực. Tuy nhiên, nó vẫn là nguyên nhân đem đến sự sợ hãi trong hàng tăng lữ từ Đại Đức. Nguyên nhân ấy là gì? Là ở sự tham luyến chỗ ở. Vậy thì vấn đề là sự tham luyến và không tham luyến tàu đại dương. Ồ, Trẩm đã sai rồi. 138 cái gì nơi Đức Thế Tôn là cao quý không ai sánh bằng? Thưa Đại Đức, trẫm còn thắc mắc về một câu hỏi trước đây. Khi Đức Thế Tôn khen ngợi rằng tỳ khưu Bà cao quý không ai sánh bằng, Đại Đức có thể trả lời cho trẫm những câu hỏi liên quan đến vấn đề ấy chăng? Tâu dân, Đại Dương cứ hỏi. Đức Thế Tôn là vị lương y, Chữa trị tất cả mọi căn bệnh cho chúng sanh, nhưng chính ngài là người lại đau ốm luôn, ít ra là bốn lần. trị bệnh cho chúng sanh mà chính mình lại bị bệnh, đấy không là điều đáng ngạc nhiên sao? Đại dương lầm rồi, hay chính Đại Dương giả giờ đặt ra câu hỏi ấy? Những căn bệnh thống khổ của chúng sanh là tham sân phiền não luân hồi tử sinh dần dần chứ không phải là bệnh tật thông thường ngài đã thuyết pháp giảng giải con đường đi đến niết bàn nơi diệt tận những điều thống khổ ấy nên thế gian tôn ngài là vị lương y còn sở dĩ tỳ khư bakula cao quý không ai sánh bằng là do vị ấy thiểu bệnh hơn các vị thanh văn khác chỉ có thế thôi Vậy thì Đức Tôn Sư ám chỉ sự cao quý gì trong lời thuyết. Như Lai là bậc bà la môn tối thượng, xứng đáng để cho kẻ khác xin rửa tay dân vật phẩm cúng dường, không có ai sánh bằng. Trong lúc vô bệnh, thì Ngài không bằng tỳ khưu Bakula, phước vật thực thì không bằng Đại Đức Sivali, đầu đà khổ hạnh thì không bằng Ngài Maha Kassapa, dân dân. Ngoài ra, các vị tinh dân đệ tử Phật thọ thực ngày một lần. Có gì dù chết cũng không thọ thực hai lần một ngày. Còn Đức Tôn Sư thọ thực ngày một lần, ngày hai lần hoặc ngày ba lần cũng có. Vậy thì chẳng e rằng phẩm hạnh của Đức Thế Tôn không cao quý bằng chính đệ tử của mình rồi. Tôn Đại Dương, như Bần Tăng đã trình bày hôm trước, Đức Thế Tôn cao quý không ai sánh bằng ở phương diện tâm, phương diện tuệ và phương diện giải thoát tức là những pháp mà Ngài đã chứng đạt và chứng ngộ. Cụ thể hơn, Đức Thế Tôn có những pháp tối thượng sau đây. Thứ nhất, giải thoát tri kiến. Thứ hai, thập lực tuệ và bốn tuệ dũng cảm. Thứ ba, mười tám pháp Phật. Thứ tư, sáu tuệ không phổ thông. Thứ năm, tất cả pháp trình độ Phật. Cho nên, dù Đức Thế Tôn có bệnh hay không bệnh, thọ thực một bát hay thọ thực hai bát, thọ đầu đà hay không thọ đầu đà, thì tất cả chúng sanh trong tam giới, chúng sanh không chân hay hai chân, có bốn chân hay nhiều chân, có thân hình hoặc không có thân hình, có tâm tưởng hoặc không có tâm tưởng, dần dần. Chẳng chúng sanh nào có thể cao thượng, cao quý để so sánh với Đức Tôn Sư. Thưa Đại Đức, chẳng không còn nghi ngờ gì về điều ấy nữa. 139 Đức Thế Tôn là người khai sáng đạo hay đạo có sẵn từ ngàn xưa? Thưa Đại Đức, đạo vốn có sẵn từ ngàn xưa phải chăng? vâng, có tự ngàn xưa do chư Phật quá khứ đã khai sáng, đã tìm ra. Thế sao Đức Thế Tôn của chúng ta lại nói rằng Như Lai là, là người làm cho đạo chưa phát sanh được phát sanh? Vậy ra, lời nói sau lại nghịch ngôn mâu thuẫn với lời nói trước. Chẳng có hai lời sái nghĩa đâu, Tâu Đại Dương. Đạo xưa ấy là nói về bát chánh đạo. Con đường có tám chi. Đấy là con đường đi đến giải thoát chấm dứt sinh tử luân hồi. Chính chư Phật quá khứ, sau khi giác ngộ con đường, đã tán dương, tuyên thuyết con đường ấy cho chúng sanh thực hành, noi theo. Nhưng khi các ngài nhập diệt, bác chánh đạo ấy cũng theo thời gian mà khuất lấp đi, chẳng còn ai biết đến để tu tập nữa. Đến thời Phật Thích Ca, do công hạnh ba la mật sâu dày, ngài đã gián mở con đường xưa cũ đã phát hiện lại con đường, đã phát quan lại con đường, tu tập theo con đường, giác ngộ con đường, dân dân. Cho nên gọi là làm cho con đường được phát sanh. Lý nghĩa ấy thì có gì mâu thuẫn đâu, Tâu Đại Dương. Thưa Đại Đức, phát sanh là chưa có, mà bây giờ lại có, lại sanh ra. Còn đạo vốn là cái có sẵn, nên không thể lập ngôn như vậy được đại dương nói rất có lý, nhưng đại dương nghĩ thế nào trong trường hợp với ngọc mani với đức chuyển luân thánh dương, phước đức của đức chuyển luân thánh dương từ ngàn xưa có công năng làm cho ngọc mani xuất hiện, gọi là ngọc mani phát sanh đến cho đức chuyển luân thánh dương. Nhưng đến khi đức chuyển luân thánh dương mãn tuổi thọ, ngọc mani ấy cũng bị biến mất đến trú ẩn nơi đỉnh núi vikula. Nhiều đời sau. Đức chuyển luân thánh Dương Khác lại ra đời trên thế gian, Ngọc Mani xuất hiện lại tìm đến cho đức vua ấy. Thế có thể lập ngôn là Ngọc Mani phát sanh đến cho đức chuyển luân thánh Dương Không ở Đại Dương. Có thể được. Nghĩa là đức vua ấy không thể tạo ra Ngọc Mani mà Mani ấy vốn có sẵn. Đúng vậy chữ phát sanh mà Đức Thế Tôn dùng cũng nằm trong ngữ nghĩa ấy. Đức Thế Tôn không tạo ra đạo, mà đạo vốn là có sẵn. Chẳng hiểu rồi. Ngọc Mani xưa thần bí, ẩn tàng không ai có thể thấy được, chẳng ai có khả năng làm cho nó lộ diện. Chỉ có công năng phước báo của Đức Chuyển Luân Thánh Dương mới làm cho nó phát sanh. Tương tự như thế, bác chánh đạo sâu kín. Mầu nhiệm, khó thấy, khó tìm, chẳng ai trong tam giới có khả năng làm cho bác chánh đạo hiện hữu. Chỉ có công hạnh ba la mật, sâu dày, trí tuệ vô thượng của Đức Phật mới có công năng làm cho bác chánh đạo phát sanh giữa cuộc đời. Cảm đã hiểu. Lại nữa, ví như người nữ sanh con. Trong bụng người nữ, có con mới gọi là người nữ sanh con. Nếu trong bụng người nữ không có con thì người nữ có sanh con được không hỡi Đại Dương? Chẳng thể nào. Đức Phật giác ngộ bắt chánh đạo từ ngàn xưa ở trong tâm rồi nói ra bắt chánh đạo ấy cũng như người nữ có con trong bụng rồi sanh đứa con ấy ra Tô Đại Dương. Hay lắm. Lại nữa, dĩ như một người đàn ông giàu có của cải tài sản châu báu được chôn giấu nhiều nơi. Do chiến tranh loạn lạc, giật đổi sao dời, người đàn ông không tìm ra tài sản ấy nữa. Sau đó, do cố gắng, do kiên trì, do trí nhớ, ông ta đã tìm lại được. Ấy có thể gọi là làm cho tài sản phát sanh trở lại không hả đại dương? Có thể được. Lại nữa, ví như một người đàn ông nọ tự ý vào rừng, nhắm hướng đông tây nam bắc, rồi chặt bỏ bụi bờ gai góc, làm sạch một con đường, thì tình cờ phát hiện một con đường xưa cũ bộ hành qua lại. Tương tự như thế, Đức Thế Tôn cũng là một người đi vào một khu rừng, phát quan bụi bờ gai góc, chợt tìm ra con đường bắt chánh đạo mà chư Phật quá khứ đã đi qua, vốn đã bị thời gian quốc lấp. Trường hợp ấy cũng cùng một nghĩa cả Tâu Đại Dương. chậm đã hết nghi ngờ rồi, Thưa Đại Đức. 140. Đức Phật từ bỏ sự tinh tấn, lại khuyên đệ tử nên tinh tấn. Thưa Đại Đức, có phải Đức Thế Tôn đã tinh tấn thực hành khổ hạnh để diệt trừ phiền não, quỷ diệt ma quân? và sự tinh tấn thực hành khổ hạnh ấy trên thế gian không ai bằng được. Tâu vân Cũng do sự tinh tấn thực hành khổ hạnh ấy mà thân thể Ngài trở nên suy nhược gầy yếu. Nếu tiếp tục có thể đưa đến tử vong nên Ngài đã cương quyết từ bỏ, trở lại ăn uống bình thường. Nhờ vậy mà Ngài đã đắc vô thượng bồ đề tuệ, có đúng thế chăng? Tâu vân Thế sao ở một chỗ khác khi thuyết giáo cho chư đệ tử đức thế tôn lại khuyên nên thực hành hạnh tinh tấn tức là con đường sai lầm mà trước đây ngài đã chán nản từ bỏ đại dương nói thế có chứng cứ gì không có chứ đức thế tôn có thuyết với đại ý như vậy này chư tỳ khưu các ngươi hãy tinh tấn hãy ra khỏi phe nhóm đừng ở trong phe nhóm hãy là người tri túc sống đời nhẹ nhàng hãy đi vào rừng, thọ đầu đà ở trong rừng, hay tìm đến một cội cây nào đó. Hãy tinh tấn tiến tu, chỉ tịnh quán minh. Hãy dứt bỏ quân binh của diêm chúa. Hãy như do chúa lớn sổ mạch, dậy tình, phá đổ tất cả nhà cửa, dũng mãnh tinh tấn để đạp nát thành lũy của ma quân. Dẫu trường hợp nào cũng phải thực hành tinh tấn, đừng bỏ tinh tấn cho đến lúc giác ngộ, giải thoát hẳn thôi đúng là đức tôn sư đã có thuyết như vậy cái đại nguyện tinh tấn ấy cái siêng năng mãnh liệt ấy khi hành đại khổ hạnh chính đức thế tôn đã thấy rõ nó có hại không đưa đến yểm ly ly tham giác ngộ niết bàn nên ngài đã chán nản và từ bỏ vậy mà bây giờ ngài lại khuyên đệ tử nên thực hành theo sự sai lầm của mình than ôi đại dương đã hiểu sai đoạn kinh ấy rồi cảm chưa hiểu ý của đại đức đại dương chưa hiểu thế nào là khổ hạnh thế nào là tinh tấn chẳng lẽ nào tinh tấn và khổ hạnh lại giống nhau hả đại dương xin đại đức giải thích cho tâu đại dương tinh tấn dũng mãnh cường liệt để thực hành chỉ tịnh và quán minh nó rất khác biệt so với sự tinh tấn dũng mãnh cường liệt để thực hành khổ hạnh. Cũng là đại tinh tấn, nhưng hai sự tinh tấn ấy, dù có sự quyết tâm hạ thủ công phu tương tợ nhau, nhưng đối tượng thì lại hoàn toàn khác biệt nhau. Chậm chưa hiểu. Tâu, khi tinh tấn để thực hành khổ hạnh, trong sáu năm lầm lạc, Đức Thế Tôn suy nghĩ rằng, ta phải thực hành khổ hạnh cho thế gian này không ai có thể thực hành bằng ta, hơn ta. Ta phải phát nguyện cho đại tinh tấn tốt hơn nữa, bằng cách cương quyết thọ thực ngày một ít dần đi. Phải giảm thiểu cho đến lúc không cần cả ăn, cả uống, cả đại tiểu tiện và cả hơi thở nữa. Và chính do đại tinh tấn khổ hạnh ấy mà Đức Thế Tôn xúc giảm sức khỏe, tiều tụy thân thể cho đến lúc mạng sống sắp lâm nguy. Sự hành thân hoại thể ấy chỉ đưa đến việc chấm dứt sự sống, chứ không thể chấm dứt phiền não, giải thoát sinh tử khổ đau. Điều ấy thì Trẩm đã có nghe. Sau khi từ bỏ đại tinh tấn khổ hạnh, Đức Phật thọ thực ngày một bữa, rồi khởi tâm đại tinh tấn quay sang đề mục chỉ tịnh và quán minh. Nhờ vậy, ngài mới chứng đắc vô thượng bộ đề tuệ, nói cách khác, ngài từ bỏ khổ hạnh ép sát, chứ không phải từ bỏ đại tinh tấn tâu đại dương. với đại tinh tấn thì ai muốn chấm dứt khổ cũng phải thực hành y chỉ tuân theo. vật thật nuôi mạng chúng sanh trong các cõi như thế nào, thì đại tinh tấn cũng nuôi mạng tuệ giác cho tất cả chư phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng y như thế ấy. Xin Đại Đức cứ giảng thêm. Vậy, tội không phải là tội của sự tinh tấn, mà là tội của khổ hạnh ép sát Tâu Đại Dương. Dần. Đức Bồ Tát muốn bao đắc thành chánh đẳng giác mà ép sát khổ hạnh, cũng tương tự như người đi đường muốn đến đích nhanh, cố gắng chạy, ráng sức chạy cho đến lúc kiệt quệ muốn nhanh lại trở thành chậm vậy. Tại sao? Vì rằng đến lúc kiệt lực, chân tay rã rời, nhất không nổi thì làm sao mà đi được? Trái lại, có kẻ chạy bình thường, liên tục đều đặn, biết duy trì hơi thở thì tuy thấy chậm, còn ở đằng sau nhưng sẽ đến đích nhanh hơn. Có phải thế không đại dương? Dừng trường hợp người kia đến đích chậm hoặc kiệt lực nằm dài ở dọc đường, thì lỗi ở đôi chân, lỗi ở con đường, lỗi ở mặt đất hay lỗi ở đâu đại dương? Thưa, lỗi do tâm nóng nảy, muốn mau đến đích mà sanh ra. Lỗi do không biết duy trì sức lực mà làm cho kiệt lực. Đức Bồ Tát sáu năm khổ hạnh, do thiếu trí tuệ mà ép sát cho đến kiệt lực cũng y như thế tội là do si mê ép sát khổ hạnh, chứ không phải do tinh tấn tàu đại dương. Thưa dân Dí như một người mặc áo quần quá giờ bẩn, không biết cách giặt, không có thuốc tẩy, lại đổ lỗi cho nước, có được không đại dương? Nước vốn không có lỗi như thế nào, thì tinh tấn cũng không có lỗi như thế ấy đại đức. Một người nấu cơm bị khê, bị cháy, lại không tự trách mình mà đi đổ lỗi cho lửa có được không đại dương? Không thể do lửa được. Cũng là đại tinh tấn, nhưng biết sử dụng đại tinh tấn cho chỉ tịnh, quán minh thì được tuệ giác, còn sử dụng đại tinh tấn cho ép sát khổ hạnh thì si mê chồng chất si mê. Có được gì đâu? Đại dương đã thấu đáo vấn đề chưa? Bây giờ thì trẫm đã hoàn toàn lãnh hội rồi. 141 Tại sao có sự đắc quả nhanh chậm khác nhau? Thưa Đại Đức, Đức Toàn Thắng Ma có dạy rằng Này các thầy tỳ khưu, các thầy phải biết sợ hãi luân hồi, phải thoát ra khỏi sự ràng buộc của cấu quế, dơ bẩn, phiền não. Phải thỏa thích trong pháp xa lánh cấu quế, tìm an lạc trong pháp xa lánh cấu quế. Pháp ấy được gọi là Nibabanka chẳng không hiểu Nipapanka -ba là gì. Tô Đại Dương Nipapanka, -ba Dhamma là pháp nhằm thoát ly ra khỏi mọi nhơ bẩn, cấu uế của tâm. Hàm chỉ bốn quả dị của bốn bậc thánh, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Anna Hàm và A La Hán Quả. Thế Đức Đạo Sư muốn về bảo đệ tử phải tu tập để chứng đắc tứ quả thánh. Tâu dân Nhưng rải rác chỗ này, chỗ kia, Đức Thế Tôn không dạy chứng quả ngay như thế, mà Ngài dạy phải bố thí, cúng dường, dân dân. Dạy phải học kinh, học kệ thi, học văn phạm, học tốt sanh truyện, học phi thượng pháp là thế nào nhỉ? Tâu Đại Dương Chư tỳ khưu phải học và hành tuần tự thứ lớp cho đầy đủ như thế nhưng mục đích cuối cùng cũng đều phải đắc pháp nipapanka giống nhau người đắc pháp nipapanka ngay thoát ly mọi cấu uế nhờ bẩn được trong sạch không phải là một cái gì chợt đến một cách tức khắc mà là do sự quân tu lâu đời duyên ba la mật già dặn từ nhiều kiếp trước những kẻ ấy trong đời này sẽ đắc quả nhanh, không chậm trễ. Chỉ một sát na tâm là họ nhập vào dòng thánh rồi. Trường hợp trái lại, những tỳ khưu đang còn phàm, chưa có quân tu sâu dày, duyên ba la mật chưa đủ, muốn đắc Nipapanka cũng phải học và hành tuần tự thứ lớp tinh tấn mỗi khi mỗi ít. Đến một lúc nào đó, dù chậm trễ, họ cũng sẽ đắc quả thánh chấm hiểu rồi. Nhưng để Đức có ví dụ cụ thể nào về hai trường hợp ấy chăng? Tột dần. Ví dụ có người nông dân cần mẫn, chăm lo làm ăn. Mấy năm trước ông ta khai phá một mảnh ruộng làm hàng rào rất chắc chắn. Ngoài ra, ông ta còn siêng năng nhổ cỏ, thêm phân, thêm nước thường xuyên cho đám ruộng của mình. Đến mùa, đám ruộng ấy được bội thu nuôi sống mình và gia đình. Tô Đại Dương, hạt gạo của người nông phu ấy tức khắc được làm ra, nó có ngay hay phải trải qua thời gian lâu dài? Thưa, à, họ phải tốn biết bao công sức, thời gian, cùng sự chăm chuyên cần mẫn mới có được. Đúng là vậy. Lại có một người nông dân khác quanh năm đói nghèo do tính chậm lục, thiếu quyết tâm, ít siêng năng, chịu khó, luôn luôn than thở mình thiếu phước, đến nhà người nông dân giàu để dây gạo, nói rằng, Tôi thiếu gạo, anh dư gạo, hãy cho tôi dây gạo. Người kia đáp, Không ai là người thiếu gạo cả, chỉ tại anh làm biến, không có chí không có đầu óc, không biết siêng năng chịu khó mà thôi. Vậy anh hãy dạy tôi. Hãy cầm lấy cái cuốc, vào gian suối làm một đám ruộng, rồi tuần tự làm những việc như tôi đã làm. Thời gian sau sẽ có gạo ăn. Người nông dân nghèo nghe lời bạn dạy bảo, quyết tâm khởi lên, cầm lấy cái cuốc, chí thú, tinh cần, dần dần. Thời gian sau, anh ta có đủ gạo ăn. Tô Đại Dương, người nông dân này cho ta một ví dụ về sự đắc quả chậm người nông dân trước cho ta ví dụ về sự đắc quả nhanh. Nhưng ai cũng phải trải qua thời gian khởi tâm, quyết tâm, chí thú, tinh cần cày bừa và gieo hạt. Có gạo ăn được dí cho Nipapanka. Các công đoạn làm ruộng thì dí cho sự học và hành tuần tự thứ lớp, tinh tấn mỗi ngày một ít, tô đại dương. Dần, thế đại đức còn ví dụ nào nữa không? tô dân ví như có hai người đi vào rừng để kiếm trái cây một người gan dạ dũng cảm có trí một người nhát nhóm lề mề chậm chạp không có gan lại thiếu trí người đầu tiên nhanh tay nhanh mắt xông xáo tìm ra một cây nhiều trái ngon bèn sắn gọn quần áo lựa thế leo lên thế là anh ta hái được rất nhiều trái cây người thứ hai rất lâu sau mới tìm được cây có trái. Thấy cây cao và thân cây to quá, anh ta sợ hãi không dám leo. Sau một hồi suy nghĩ, bèn chặt cây rừng làm thang, bắt thang vào, khi ấy mới leo lên được. Thế là anh ta cũng hái được trái, nhưng mất thời gian hơn anh thứ nhất rất nhiều. Phàm việc tu hành đắc quả nhanh chậm cũng y như thế. Người có trí, nhậm lẹ, chịu khó, có sức mạnh nội tâm, tinh cần, nhiều nỗ lực, bao giờ cũng đắc quả sớm hơn người thiểu trí, người yếu đuối, đầy mặc cảm sợ hãi, thiếu tinh cần, chuyên niệm, thiếu nỗ lực quân tu, Tâu đại dương. Dần chậm rõ rồi. Lại nữa, dí như hai người cùng làm một việc giống nhau. Một người tự nguyện làm, hiểu công việc của mình một người thiếu tự nguyện không biết rõ công việc của mình nên phải được nhắc nhở khuyên bảo đôi khi phải cho họ bạc tiền lắm lúc còn la mắng đánh đập kẻ kia mới thành tựu công việc được nhưng lại chậm hơn rất nhiều tương tự như thế kẻ có căn cơ nipapanka và kẻ có căn cơ anavancha tuần tự thứ lớp giống như những ví dụ trên không hai không khác. Cảm ơn Đại Đức. Tôi quyết đời sống tăng sĩ. Tại nơi đây, trong rừng, một tăng sĩ có thể tập thiền quán về bản chất của dàn vật và từ đó ông có thể sống vui vẻ và bình thản. Ông nhìn thấy chung quanh mình mọi hình thái của sự sống đều thoái quá để rồi cuối cùng đi đến cái chết không có thứ gì hiện hữu sẽ tồn tại mãi và khi vị tăng nhận thức điều này tâm ông sẽ trở nên tĩnh lặng các tăng sĩ được huấn luyện để thỏa mãn như rất ít chỉ ăn khi đói ngủ khi cần và bằng lòng với những gì họ có đây là nền tảng của thiền tông phật giáo tăng sĩ không hành thiền vì mục đích ích kỷ nhưng để hiểu biết chính họ và rồi có thể giảng dạy cho người khác cách sống an lạc và có trí huệ. Thiền không phải chỉ để sống hòa bình với thế giới. Trái lại, đương đầu với bản ngã có khi giống như đi vào một cơn giông bão dữ dội. Khi bắt đầu nỗ lực tu tập, người ta thường rất thất vọng và có lúc muốn đi tìm cái chết. Có người cho rằng đời sống của các tăng sĩ là một đời sống ung dung và biến giác. Hãy để họ thử một lúc, xem họ chịu đựng được bao lâu. Công việc của một tăng sĩ rất khó khăn. Ông tu tập để giải phóng tự tâm, rồi mới có thể cảm nhận được thứ tình thương vô biên bao trùm dạng Pháp. Nhận thấy rằng tất cả sự sống đều trải qua sự thăng trầm, sinh diệt như hơi thở. Vị tăng hiểu rằng không có gì thuộc về mình, và vì thế ông không còn đau khổ. Nếu chúng ta thành tâm tu hành, kết quả của sự tu hành sẽ tỏa sáng. Bất cứ người nào có mắt đều có thể nhận thấy, chúng ta không phải quảng cáo. Kềm chế khuynh hướng của thế gian là bồng bột buông lung. Đường lối của tăng sĩ là kềm chế và cầu thúc. Lúc nào cũng phải đi ngược dòng, ngược lại với những thói quen của mình, ăn ít, nói ít và ngủ ít. Nếu bạn lười biếng, phải tinh tấn thêm. Nếu bạn cảm thấy không thể chịu đựng nổi, hãy nhẫn nại thêm. Nếu bạn ưa thích và gắn bó với thân thể, tập nhìn nó như một thứ không tinh khiết. Đừng hiểu lầm rằng luôn chiều những dục vọng của mình thay vì chống lại chúng sẽ chỉ khiến bạn tu hành chậm chạp hơn. Mà thật ra, bạn sẽ không bao giờ đi tới đích. Cho nên, hãy buông bỏ những dục vọng của mình. Giới luật và thiền định là để hỗ trợ cho sự tu hành, giúp cho chúng ta điềm tĩnh và tự chủ. Tuy nhiên, sự kiềm chế chỉ là một công cụ để giúp chúng ta đạt đến nội tâm tĩnh lặng. Mắt của bạn có thể luôn nhìn xuống, nhưng tâm trí của bạn vẫn có thể bị quấy nhiễu bởi bất cứ thứ gì lọt vào tầm nhìn của bạn. Có lẽ bạn cảm thấy rằng đời sống này quá khó khăn, rằng bạn không thể chịu đựng nổi. Nhưng bạn càng hiểu rõ bản chất của sự việc, bạn càng cảm thấy khích lệ. Giả sử trên đường về nhà, bạn giẫm lên một cái gai giòn. Bạn đau quá, nghĩ rằng mình không thể đi về nhà nổi. Bỗng có một con sư tử hung tợn xuất hiện và sợ rằng nó sẽ cắn sức đầu của bạn. Bạn quên hẳn cái chân của mình, đứng phát dậy và chạy một mạch về nhà. Hãy luôn tự hỏi mình, tại sao ta xuất gia? cứ cho rằng đó là một cảm xúc nhất thời. Nhưng chắc chắn là không phải vì sự thoải mái và khoái lạc. Bởi bạn có thể đạt được những thứ này dễ dàng hơn với đời sống tại gia. Khi đi khất thực hay vào bất cứ lúc nào, hãy tự hỏi, tại sao tôi làm công việc mà tôi đang làm đấy? Hẳn nhiên nó không phải là do thói quen. Khi nghe thuyết giảng, bạn có thật sự lắng nghe giáo lý hay chỉ nghe thấy âm thanh? có thể lời pháp đi vào tay bạn nhưng bạn thì đang nghĩ món khoai lang nướng sáng nay ngon tuyệt hãy giữ cho sự chú ý của mình bén nhạy trong những sinh hoạt của thiền viện điều quan trọng là chủ tâm biết bạn đang làm gì và biết cảm giác của bạn về việc đó hãy tập nhận biết đầu óc nó bám chặt vào những quan niệm thiền ác và tự đè nặng với những nghi ngờ và kiếp sợ điều xấu quá mức đây cũng là một sự ràng buộc. Một đầu óc như vậy sẽ làm bạn sợ quét dọn, nhỡ làm chết giếng, sợ đi bộ, nhỡ giẫm chết cỏ. Và rồi những nghi vấn mới tiếp tục nảy sinh về sự thanh khiết của một người. Mà nếu bạn tiếp tục lo lắng, bạn chỉ được một cảm giác an ổn tạm thời. Cho đến khi nào bạn hiểu được diễn tiến của sự nghi ngờ, bạn mới có thể xóa tan đó. Trong phần tụng niệm, chúng ta nói rằng Chúng ta là tôi tớ của Đức Phật Có nghĩa là chúng ta cống hiến tất cả cho Ngài Và hoàn toàn trông cậy nơi Ngài Cho tất cả mọi nhu cầu của mình Thực phẩm, y phục, nơi trú ngụ và sự diệu dắt Chúng ta, những người mặc áo cà sa Một di sản của Đức Phật Phải hiểu rằng tất cả những đồ dùng Mà chúng ta nhận được từ thiện nam tính nữ Là nhờ vào phẩm hành của Đức Phật Không phải là do phước báo của chúng ta phải biết dừng mực với những vật dùng đó. Áo tu là để che thân, không cần phải mai với giải thật tốt. Thức ăn khất thực là để nuôi thân, không cần phải cho ngon. Đạo giải thoát luôn đi ngược lại với tâm ô trượt và dục vọng. Khi Ngài sẽ lời phất đi khất thực, thấy lòng tham kêu gào cho tôi thật nhiều, thì Ngài nói, cho tôi một ít thôi. Nếu tâm ô trượt nói, cho tôi thức ăn nhanh lên, Đạo sẽ nói, cứ từ từ thôi. Nếu tâm ràng buộc muốn thức ăn nóng sốt, mềm mại, thì đạo sẽ yêu cầu thức ăn cứng và lạnh. Tất cả những hành động của chúng ta, mặc áo, xin ăn, cần phải được thực hiện trong chính niệm, phù hợp với giới luật. Pháp và những quy luật mà Đức Phật ban cho chúng ta cũng giống như một vườn cây ăn trái được trong nôm kỹ lượng. Chúng ta không phải lo lắng về việc trồng trọt và chăm sóc cho chúng chúng ta không phải sợ rằng trái cây có độc hay không ăn được tất cả những trái cây đó đều tốt cho chúng ta dù khi bạn đạt được sự tĩnh lặng nội tâm bạn vẫn không dứt bỏ những hình thức bên ngoài của đời sống xuất gia hãy làm một tấm gương cho những người đi sau đây là phong độ của các bậc cao tăng giác ngộ thuở xưa giới luật là công cụ Chúng ta sợ làm những việc sai quấy Đôi lúc đến độ không thể ngủ được Mới đầu hãy bám chặt vào giới luật Cứ để cho chúng trở thành một gánh nặng Sau đó một thời gian Chúng ta sẽ không còn bận tâm nhiều đến chúng nữa Tuy nhiên lúc ban đầu Bạn phải trải qua cảm giác nặng nề Cũng như trước khi một người có thể vượt qua đau khổ Người đó phải nếm mùi đau khổ Một người chuyên tâm Thì lúc đầu giống như một con cá nước ngọt Phải sống trong nước mặn cố gắng kỳ giới, mắt sẽ nóng rát cả lên. Trong khi một người thờ ơ và không chuyên tâm sẽ không bị quấy rầy, nhưng cũng không bao giờ có dịp học hỏi để thấy chân lý. Tuân giữ 227 giới luật là điều thiết yếu trong việc tu hành của tăng sĩ chúng ta. Chúng ta phải trì giới cẩn thận. Tuy nhiên, giới luật thì vô tận. Hãy nhớ rằng giới luật là những công cụ Chúng ta không cần phải học hết các pháp hay biết hết mọi giới luật. Để tạo một con đường đi xuyên qua khu rừng, chúng ta không cần chặt hết cây cối xuống. Chỉ chặt một hàng cây là có thể đưa chúng ta qua phía bên kia. Mục đích của sự tu hành là để giải thoát chính mình, để trở thành một người luôn luôn khai ngộ. Cách duy nhất để đạt đến tột cùng của sự tu luyện đức hạnh là làm cho đầu óc thanh khiết đơn thuật qua trái, qua phải. Một tăng sĩ tây phương tại Wat Bông cảm thấy không hài lòng với lối tu hành khó khăn và những giới luật có vẻ không cố định mà các tăng sĩ phải tuân theo. Anh ta bắt đầu chỉ trích sự tu tập thiếu kỹ cương của những vị tăng khác và nghi ngờ cái sự giảng dạy của A Chanh Cha. Có một hôm, anh đến gặp A Cha để than phiền, nói rằng ngay cả A Cha cũng thường không dứt quán và mâu thuẫn với chính mình một cách không sáng suốt a chan cha cười lớn và chỉ cho anh ta thấy là anh đã từ chuốc phiền não vào mình khi cố phán xét những người chung quanh rồi ông giải thích rằng lối giảng dạy của ông rất giản dị nó cũng giống như khi tôi thấy người ta đi trên con đường mà tôi rất quen thuộc nhưng đối với họ nó có thể không rõ ràng khi tôi nhìn thấy có người sắp sửa rơi xuống cái mương bên phải của con đường tôi kêu lên qua bên trái qua bên trái cũng vậy nếu tôi thấy một người khác sắp rớt xuống cái đỉnh bên trái tôi sẽ la lên qua bên phải qua bên phải đó là phạm vi giảng dạy của tôi khi anh cố chấp vào bất cứ điều gì hay dính mắt vào bất cứ thứ gì tôi sẽ bảo hãy buông bỏ nó đi đừng nghiêng bên phải đừng ngã sang bên trái hãy trụ ở chính giữa và anh sẽ sống trong chính pháp liệu pháp cho tính hiếu động. Sau đây là một vài phương pháp để đối trị chứng hiếu động và không thể tập trung. Ăn rất ít, không nói chuyện với bất cứ ai. Sau bữa cơm, về lều, đóng cửa lớn và cửa sổ lại, quấn mình trong nhiều lớp áo, rồi ngồi đó. Không cần biết bạn cảm thấy như thế nào. Bằng cách này, bạn có thể trực tiếp đương đầu với bản chất hiếu động của mình. Khi những cảm xúc trỗi dậy, hãy cật chấn chúng và nhận biết rằng chúng chỉ là những cảm xúc. Khi bạn thiền định sâu hơn, sẽ có những lúc bạn cảm nhận một sự căng thẳng nội tâm rất lớn. Tiếp theo với sự giải tỏa đôi lúc đến độ khiến bạn khóc sướt mướt. Nếu bạn chưa thể nghiệm điều này, ít nhất 5-7 lần bạn chưa thật sự tu hành. Ý nghĩa thầm thâm của một bài kinh Một buổi sáng sau khi đi khất thực về các tăng sĩ vào phòng ăn ngồi thành hai hàng dài khi món ăn cuối cùng đã được phân phát họ chắp hai tay lại cung kính tung bài kinh cho vợ anh những lời chúc phúc tiếng ấn độ có nguồn gốc từ thời đức phật thích ca những người tại gia mộ đạo đến cúng dường thức ăn và tham dự bữa cơm ngồi im lặng trong lúc các tăng sĩ tụng niệm sau đó trong sự yên lặng đầy tỉnh thức các tăng sĩ bắt đầu bữa ăn của họ một vị khách phương Tây mới đến thiền viện và chưa quen với những truyền thống tại đây, hỏi A Chanh Cha về ý nghĩa của việc tụng kinh. Phải chăng nghi lễ này có một ý nghĩa rất thâm sâu? A Chanh Cha trả lời: Dĩ nhiên là có. Các tăng sĩ đói mèo đều phải tụng niệm như thế trước bữa ăn duy nhất trong ngày. Bài kinh bằng thứ Ấn Độ đó có nghĩa là cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm bài pháp và những công việc thấp hèn. Thật ra sự tu hành ở đây không mấy khó khăn. Tuy có vài người không thích. Trong thời gian đầu tại Wat Ba Bon, chúng ta không có điện, không có phòng ăn hay giảng đường lớn. Nhưng nay chúng ta có những thứ này. Chúng ta phải chăm sóc cho chúng. Sự tiện nghi vật chất nào cũng mang đến những phiền phức. Mỗi người trong chúng ta đều có những trách nhiệm khác nhau trong thiền viện có những công việc giản dị nhưng quan trọng như quét dọn sảnh đường và rửa bát cho những vị tăng lớn tuổi giữ cho phòng tắm và chỗ ở sạch sẽ bất cứ thứ gì dơ bẩn trước tiên là thân thể chúng ta đều phải được giữ cho sạch sẽ đây không phải là công việc thô lỗ hay thấp hèn nhưng là công việc thanh cao nhất mỗi một công việc hoàn tất mỹ mãn đầy tỉnh thức vì lợi ích của chính nó là một biểu hiện cho sự tu hành của chúng ta cho đạo hành của chúng ta. Sống hòa hợp với mọi người. Một trong những mục đích của đạo đức và giới hành là để giúp cho chúng ta sống hòa hợp với những người bạn tâm linh của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là vậy, chứ không phải chỉ để thỏa mãn những ước muốn ích kỷ của mình. Biết vị trí của chúng ta và tôn trọng bậc huynh trưởng là một trong những giới luật quan trọng sống để hòa hợp với đoàn thể. Chúng ta phải từ bỏ tính kiêu căng tự phụ và đừng để dính mắt vào những thú vui tạm bợ. Nếu bạn không từ bỏ những điều yêu ghét của mình, bạn chưa thật sự nỗ lực tu hành. Không buông bỏ có nghĩa là tìm kiếm sự an lạc ở những nơi mà nó không tồn tại. Hãy tự mình khám phá chân lý này, không cần phải dựa vào một vị thầy bên ngoài. Thân và tâm không ngừng chỉ dạy chúng ta lắng nghe lời thuyết giảng của chúng sẽ xóa tan mọi nghi ngờ. Người ta tự cho mình là người chỉ đạo, là lãnh tụ, hay họ tự cho mình là học trò, người đi theo. Nhưng ai có thể học hỏi tất cả mà không phải là học trò? Ai có thể giảng dạy mọi thứ mà không phải là một lãnh tụ? Hãy xem việc cuối lại như một cách để bày tỏ sự quan tâm đến thế giới chung quanh bạn cúi lại với sự tôn kính và quan tâm. Khi về đến nhà riêng của mình, hãy đặt mọi thứ xuống và việc đầu tiên bạn làm là lạy sát đất. Nếu bạn đi ra ngoài để quét dọn, lạy sát đất trước. Khi trở về, lạy sát đất. Khi bạn phải đi vào phòng tắm, lạy trước và làm vậy lần nữa khi bạn trở lại. Tự nhủ thầm rằng, bất kỳ lỗi lầm nào mà thân khẩu ý của tôi phạm phải, xin hãy tha thứ cho tôi hãy giữ cho mình luôn tỉnh thức. Tăng đoàn chúng ta rất là may mắn. Chúng ta có chỗ ở, có bằng tốt, có sự hỗ trợ của các cư sĩ và có giáo lý. Điều còn lại mà chúng ta phải làm là tu hành. Nói ít Người xuất gia chỉ nói những việc cần thiết. Nếu có ai hỏi, anh đi đâu đó? Chỉ việc trả lời, đi lượm gỗ mít. Nếu họ hỏi thêm, anh lấy gỗ đó để làm gì? chỉ việc nói để nhuộm áo. Thay vì, ô, tôi mới từ ôm mua mua an đến đây. Và nghe nói là dùng này có gỗ mít rất tốt, nên tôi muốn cắt lấy một ít để nhuộm mấy cái áo mà tôi mới may xong tuần rồi. Thật là mệt, còn anh thì sao? Tuần này anh có làm gì không vậy? Những người xuất gia không nên ham thích chuyện trò xã giao. Không phải là họ không nên nói gì cả, nhưng chỉ nên nói những gì cần thiết tại thiền viện của A-chan-cha mỗi buổi chiều. Sau khi các tăng sĩ kéo nước, quét dọn và tắm rửa, người ta không còn nghe một tiếng động nào ngoại trừ tiếng dép của các tăng sĩ đi kinh hành. Mỗi tuần một lần, các tăng sĩ tập hợp để nghe giảng pháp và được chỉ dẫn rồi trở về lều để tiếp tục tu tập. Vào thời đó, những con đường họ đi kinh hành đã mòn rất nhiều. Nhưng ngày nay, người ta chỉ thấy ở đó dấu chân của những con chó trong dục. Những thiền diện tốt ngày càng khó kiếm. Đối với phần lớn tăng sĩ, việc học hỏi, nghiên cứu đạo Phật thì rất nhiều, nhưng thực hành thì rất ít. Ở đâu người ta cũng quan tâm nhiều đến việc phá trừng, khai quan để xây cất thêm chùa chiền hơn là việc phát triển tâm thức. Lúc trước thì không như vậy. Các thiền sư sống với thiên nhiên, và không cố ý xây cất một thứ gì cả. Ngày nay, cống hiến chùa chiền là một công tác tôn giáo hứng thú nhất đối với hàng tại gia. Thế cũng được, nhưng chúng ta phải biết mục đích của một thiền viện. Việc tu hành chiếm 80 đến 90 thời giờ của một tăng sĩ. Và thời gian còn lại có thể được dùng để giúp ích cho dân chúng. Mặc dù vậy, những người ra ngoài giảng dạy phải tự kềm chế được bản thân và rồi mới có thể giúp đỡ người khác mà không dướng bận với những vấn đề riêng của mình. Những buổi thuyết giảng thỉnh thoảng của vị thầy cho bạn cơ hội để kiểm tra lại tâm thái và sự tu hành của bạn. Hãy suy ngẫm và tu tập những điều vị thầy chỉ dạy. Bạn có dần thấy chúng trong chính bạn không? Bạn tu hành có đúng không? Hãy đang lặp lại những lỗi lầm nào đó? Quan điểm của bạn có chính đáng không? Công an có thể làm điều này cho bạn bạn không thể dập tắt sự nghi ngờ bằng cách lắng nghe người khác nói sự khắc khoải của bạn có thể tạm thời được thỏa mãn nhưng nó sẽ trở lại và bạn sẽ càng có nhiều câu hỏi hơn cách duy nhất để xóa tan sự nghi ngờ là bạn tự mình dập tắt nó dứt điểm một lần và mãi mãi chúng ta phải lợi dụng khung cảnh rừng rú tĩnh mịch để giúp mình phát triển chính niệm không chỉ để cách ly thế gian và trốn tránh thực tế làm sao chúng ta có thể trốn tránh đầu óc của mình và ba tướng của thế giới hiện tượng khổ vô thường vô ngã bởi chúng hiện diện ở khắp mọi nơi chúng giống như mùi hôi của phân dù đó là đống lớn hay đống nhỏ mùi của chúng không khác nhau đối trị tâm tham ái nếu đời sống tại gia là thích hợp nhất cho sự tu hành đức phật đã chẳng khuyến khích chúng ta xuất gia làm gì thân và tâm của chúng ta là một lũ ăn trộm và những kẻ giết người không ngừng lôi kéo chúng ta vào ngọn lửa tham dục thù hận và ảo tưởng đời sống tại gia khó khăn hơn nhiều vì sự lôi cuốn không ngừng của lực dục cứ như có người đang kêu gọi với giọng mời mọc từ một căn nhà kế cận qua đây qua đây đi và khi bạn đến nơi chúng mở cửa ra và bắn bạn bạn có thể tu khổ hạnh chẳng hạn như dùng những đồ vật cũ mềm xấu xí hay thiền quán về xác chết nhìn vào mọi người và nghe chính bạn như một thây ma hay một bộ xương nhưng những lối tu hành này không dễ đâu ngay khi bạn vừa nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp bạn không còn thấy thây ma nữa thiền quán về thân thể là một điển hình của pháp đối trị. chúng ta thường cho rằng thân thể là tươi tốt đẹp đẽ đạo thì quán xét tính chất vô thường và những khía cạnh khó ưa của nó khi chúng ta còn trẻ trung và khỏe mạnh chưa bị hành hạ bởi những căn bệnh hiểm nghèo chúng ta dễ suy nghĩ sai quấy và hành động thiếu khôn ngoan cái chết như còn rất xa nên chúng ta không sợ người nào hay điều gì cả nếu một người không hành thiền thì bệnh hoạn và cảm nhận về sự già nua có thể sẽ thay đổi quan niệm của họ nhưng tại sao phải đợi đến lúc đó cứ coi như mình đã chết đúng là những dục vọng chưa chết nhưng hãy xem như chúng đã chết đôi lúc những hành động cực đoan cũng cần thiết chẳng hạn như sống gần những con thú nguy hiểm nếu bạn biết có cọp beo ở chung quanh và lo sợ cho tính mạng của mình bạn sẽ không có thời giờ để nghĩ đến những khoái lạc thể xác bạn cũng có thể giảm thiểu thức ăn hay nhịn đói để tạm thời giảm bớt năng lượng có những vị tăng sống trong nghĩa địa lấy cái chết và sự mục rửa làm đề tài thiền quán thường xuyên của họ khi còn là một vị tăng trẻ tôi thích sống với những người già và hỏi họ về cảm giác của sự già nua nhận thấy rằng tất cả chúng ta rồi cũng sẽ đi đến một kết thúc khi thường xuyên quán sát sự chết và mục rửa vị tăng sẽ trở nên lạnh nhạt và chán ngán đối với những dục lạc của thế gian và rồi từ từ tiến đến trạng thái nhập định và hỷ lạc lúc đó ông nhận thấy rõ bản chất của sự việc và không còn bị chúng cám dỗ sau này khi công phu thiền định đã vững vàng đối phó với tâm ái dục sẽ không còn là một vấn đề nữa chúng ta chỉ bị nó lôi kéo khi sự hành thiền của chúng ta vẫn chưa kiên định khi chúng ta vào sống trong rừng như những tăng sĩ chúng ta không còn cho phép những sự bất định tiếp diễn như trước cho nên chúng sẽ đấm đá chúng ta rất dữ dội sự kiên trì và nhẫn nại là giải pháp duy nhất thật ra có những lúc sự tu hành của chúng ta không gì khác hơn là một sự nhẫn nại nhưng dĩ nhiên mọi việc rồi sẽ thay đổi những người bên ngoài có thể cho rằng chúng ta điên khùng nên mới sống trong rừng và ngồi cứng đơ như tường đá nhưng họ sống như thế nào họ cười họ khóc họ chìm đắm đến độ có lúc họ tự dẫn hay sát hại lẫn nhau với sự tham lam thù hận ai mới thật là điên hãy luôn nhớ đến lý do mà chúng ta xuất gia bất cứ người nào đến đây tu hành mà không nếm mùi khai ngộ là một sự lãng phí thời gian ngay cả những người tài gia có gia đình của cải và trách nhiệm cũng có người đã chứng ngộ một người xuất gia chắc chắn cũng có thể làm như vậy